Gửi bé yêu, một dự án kết nối mẹ và bé của Mayquy Kids. Phần lời và giọng đọc của cô Quỳnh Hương, phần âm nhạc của anh Tim Nguyễn. Một người thân, một người thương, ba ba. Chào con, mẹ con mình bầu bạn suốt từ đầu mùa đến bây giờ. Mãi tới hôm nay mẹ mới chính thức giới thiệu một người thân, một người thương luôn có mặt bên mẹ con mình, cũng từ đầu mùa đến bây giờ luôn nè. Đó là ba của con, là ba ba trong tiếng bập bẹ con tập nói, mà chỉ đâu chừng vài tháng nữa thôi, con đã cong môi gọi rồi nè. Con biết không, như là một sự phối hợp hoàn hảo của tự nhiên, phải cần có ba và mẹ thì con mới sinh được ra đời. Và tuy ba không mang nặng đẻ đau như mẹ, nhưng ba đã phải vất vả chăm cho vòng ngoài ổn định thì mẹ và con mới sẽ được an lành trong những tháng đầu đời của con. Mẹ đoán ngày nhỏ ba chưa từng chơi búp bê đâu, vì ba là con trai mà. Vậy mà từ ngày có con, ba đã biết ẵm em bé. Tuy ban đầu có hơi lọng cọng một chút, nhưng bây giờ đã điệu nghệ hơn nhiều rồi, phải không nè? Tùy theo hoàn cảnh mỗi gia đình mà ba ba có thể giúp được cho mẹ chăm con được nhiều hơn hay không, nhưng mà cứ nhìn cách ba cũng phờ phạc theo mẹ, những ngày mẹ thức đêm chăm con, rồi ba cũng sẽ học cách pha sữa cho con bú dặm, rồi ba cũng sẽ ráng làm trò cho con cười vui, rồi ba cũng sẽ chở mẹ đưa con đi khám sức khỏe định kỳ, thì hãy hiểu rằng ba cũng yêu con nhiều lắm. Tại sao mãi đến hôm nay mẹ mới giới thiệu ba với con nè? Là bởi vì không giống như mẹ, hầu như luôn kề cạnh bên con trong những năm tháng đầu đời. Cuộc sống này muôn màu muôn vẻ, và không phải em bé nào cũng có được cái may mắn có cha bên cạnh. Sẽ có một số hoàn cảnh bất như ý, hoặc vì điều kiện sống mà ba phải đi công tác xa nhà. Con ơi, vì thế nên nếu có những lúc nào đó con may mắn còn đủ cha mẹ bên cạnh, hãy tận hưởng niềm vui và hạnh phúc này. Còn lúc nào thấy bạn quanh mình không có ba bên cạnh thì con hãy thương và thông cảm cho bạn nhiều hơn nhé con. Mẹ ước mong rồi đây trong cuộc sống, em bé nào cũng sẽ có đầy đủ cha mẹ kề bên, và ước mong gia đình ta cũng sẽ mãi được như vậy. Mẹ yêu con. Mẹ